tôi xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh của bạn nhỏ và đang chuẩn bị sang đường này.
màu xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.